em về thêm ít quạt các bác nhá. Chiều em sẽ lên live cho bác ít quạt này. Nồi cơm, bếp ga, bếp từ mini này. Đây bếp từ mini đang test cho bác đây. Bếp ga này. Đấy. Nồi cơm nhá. Chiều em sẽ lên cho bác ít nồi cơm. Giờ chén hàng chưa dọn có bác nào làm không ạ? Bác nào cần không ạ? Bán giá thợ. Và các bác tự vệ sinh này, rửa chén này. Bếp từ lớn thì em bán hết rồi, còn quạt chờ em lên nhá. Đấy. Bếp ga thì còn rất là nhiều. Nồi em cũng còn rất nhiều nha, nồi còn mấy trăm cái thì em sẽ lên sau. Lên dần dần mỗi ngày một ít cho các bác nhá. Các bác theo dõi video lúc 3 giờ chiều nay nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác nhá.